Xin chào các bạn nhỏ. Và hôm nay thì mình và Duy Trung hoạt tại Bắc Ninh. Hôm nay sẽ tao cùng các bạn nhỏ của trại hè thể thao ở đây. Và ở đây sẽ là một game đấu cực kỳ thú vị ngày hôm nay. Ở đây có 12 cái cọc ở đây. Và chúng ta có hai đội, mỗi đội sẽ có 6 người. Và các bạn nhỏ sẽ lần lượt sút, đội bên này sút trước và đội bên này sút sau. Và mỗi bên sẽ sút 6 lượt. Bên này sút đổ nhiều cọc hơn sẽ lộ chiến thắng. Đồng ý không? Đồng ý. Bên này thì sao? Đồng ý. To hơn này đồng ý không? Đồng ý. Rồi, và bây giờ đội trưởng bên này là ai nào? Rồi là Duy Trung. Đội trưởng bên này là ai? Rồi mời em. Bây giờ hãy ở từ tí nhá, xem bên nào sẽ sút trước. Ok không? 1 2 3. Như vậy là đội Trung sút trước. Chúng ta sẽ sút luân phiên nhau nhá, liên tục. Và nếu mà đổ hết được cả cọc thì càng tốt. Ok, người sút tiên. Duy Trung, sẵn sàng chưa? Mỗi người sút một lượt thôi, xong rồi đi ra. Sút. Như vậy là Trung sức mạnh quá, bóng bay vọt qua. Người thứ hai sẽ là Huy. Bây giờ thì mình gồng hết cho em nhé, cố gắng nhé, đá từ từ thôi. Đá vào giữa nó sẽ đổ nhiều nhé, cố gắng đá vào giữa. Rồi bắt đầu, Huy. Như vậy là em mổ 3 cầu đầu tiên, hoàn hồ. Người tiếp theo là ai? Lên đi em. Lên đi em. Như vậy là đã đổ 3 cầu rồi, chúng ta còn lại 9 cọc. Người tiếp theo. Lưu ý là đá thẳng vào giữa thì sẽ đổ hơn, đá xẹt thôi, đừng nói bổng, bổng sẽ bị đờ bay ra ngoài ấy. Ok, dứt điểm đi em. Hay quá, như vậy là đổ 6 cọc rồi. Chúng ta còn lại 6 cái cọc. Tiếp theo, hãy cố lên em. Biết đâu chúng ta sẽ hoàn thành thức sớm hơn. Và đội nào nếu mà đã đổ hết được trước thì càng tốt. Thì sẽ là người tính, ví dụ như là nếu hai đội đều đã đổ hết 12 cọc thì đội nào mà sút ở số lượng người ít hơn thì sẽ là đội chiến thắng. Và sẽ là người thứ mấy nhỉ, thứ tư đúng không? Cố lên em, còn 6 cái thôi. Đá vào giữa, đúng rồi. Không có. Hay quá, như vậy là chỉ còn 4 cái cọc nữa thôi. Các bạn ơi, hay quá. Như vậy là còn đúng 4 cọc nữa thôi. Và vừa xong thì Duy Trung đã là người mở bàn không thành công nhưng không sao. 5 người. Đội Trung còn gánh được hết rồi. Em là người thứ 5 đúng không? À. Em là người thứ 5 đúng không? Hôm nay Trung là quả tạ ở đội bóng à? Thiếu lớp tự, hay đá vào chính giữa cho anh. Kiểu gì cũng đổ, ok. Đá nhẹ thôi, đệm vào giữa. Đệm thẳng vào giữa ấy, nhảy nhá, ok. Sút em. Bố lên. Ôi, vai ai đổ tôi, trời ơi. Như vậy là một cái cuối cùng rồi. Một cái cuối cùng rồi các bạn ơi. Hãy cùng chờ xem. Và tất cả những cho khách cho chàng trai sư cọ cùng chúng ta ngày hôm nay. Đặt chọc quá lên. Có lẽ là sẽ đổ hay không? Xuống đi em. Yeah. Yeah. Như vậy là sau 6 lượt sút thì đội này đã hoàn thành thử thách chúng ta. Đã đổ 12 cọc. Chúng ta cùng chờ xem đội bên này sẽ sao nhá. Rồi và bây giờ xem đội bên cạnh chúng ta. Hãy cùng chờ xem anh sẽ đá sao nhá. Ai là người đầu tiên nào? Em. Em ở bát đúng không? Và bây giờ sẽ đội của bạn Hùng. Hãy cùng chờ xem. Ai là người đầu tiên? Trung à? Trung à? Rồi, cố lên em, bắt đầu. Như vậy là đủ đầu tiên, rất hay. Cố lên nào. Người thứ hai chúng ta tập trung vào nhá, sút đi em. À, như vậy là có hai cọc. Bây giờ có còn mấy cọc nhỉ? Chúng ta còn lại là còn chưa đổ đúng không? Chưa đổ hẳn. Chưa đổ hẳn, chưa đổ hẳn không tính. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy còn 6 cái. Cố lên nào. Người thứ 3. Tập trung. Tập trung em nhá. Sút. Hay quá. Bây giờ vẫn còn 1, 2, 3, 4, 5 ngày nữa. Không, cái đổ rồi, cái đổ rồi. Người thứ 4 chúng ta. Cố lên em nhá. Đá vào giữa sẽ đổ nhiều ấy. Cố lên nào. Sút đi em. Và bây giờ sẽ là người thứ 5. Bây giờ người thứ 5 nhá. Từ từ này anh nghĩ là hãy tập trung, hãy tập trung. Đá vào chỗ giữa cái khe này, giữa khe cái xanh đỏ với cả vàng ấy là dễ đổ 3 cái. Đá nhẹ thôi. Đá nhẹ thôi. Quá khó. Bây giờ còn 3 cái cọc nữa, như người chúng nó ở vị trí rất là xa nhau. À,
Hay là thôi, anh nghĩ khi đã xoáy, có khi đã xoáy, là xoáy trúng cái này này. Có khi là xoáy chúng ta xoáy trúng cái này, xong nó đổ riêng sang đây đập vào đây, đập vào đây. Nếu mà kiểu theo quy tắc bowling. Siêu thần luôn. Rồi. Sẵn sàng chưa em? Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Cú lên. Trời. À, như vậy là đội này ghi được tất cả tổng cộng là 9 điểm sau 6 lượt sút. Và tổng kết lại hôm nay thì game này đội trưởng của chúng ta chính là đội của Duy Trung. Mặc dù Duy Trung hôm nay là quả tạ của team, nhưng không sao, đội vẫn chiến thắng. Chúc mừng các bạn. Yeah. Bye bye mọi người, các bạn xem video này, đừng quên là bấm like và đăng ký kênh nhá. Bye bye.